chào tất cả quý vị và các bạn ạ, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tốn tiền của mình. Nay thì mình quay trở lại với con Aerospace với nhà xe Thái Sơn. Thực sự thì nhà xe Thái Sơn thì có một con Aerospace 206 chạy tuyến Đà Nẵng Buôn Mê Thuột. Thì con Aerospace này thì nó là xe hoán cải độ dường, trước kia mình có đi với biển số của nó là Tiếu Quý 2. Thì ngày hôm nay thì mình nói chung là edit lại skin cũ và làm lại. Nói chung thì đây là skin beta. Nói chung thì do cũng edit chưa hoàn thiện cho lắm, cho nên mình test beta cái skin Thái Sơn này một xíu. Thì mình edit từ 2016 qua cho con này đây. Thì nói chung là Space thì nhà xe Thái Sơn có một con này với biển Tiếu Quý 2 độ dường. Trước kia thì mình có đi một lần rồi. Đấy. Nói chung thì kính đen, con này là kính đen các bạn nhé. Mà do là mình mới edit skin, mình mới edit skin cho nó đó, cho nên là chưa có thời gian để tô kính màu đen với lại biển số với tên nhà xe trên phần kính với lại phần đuôi xe, bỏ vô mà lộ tra xuống dưới đây, không biết là nó nằm ở trên đây hay nó nằm ở dưới đây nữa đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ test con này một chút xíu đấy, với skin Thái Sơn Aerospace đấy. Đường thì rất là đông đúc xe đây, không biết có bơm được hay không đây. Đấy, mình sẽ test ngắn các bạn nhé. Mình sẽ test ngắn một đoạn. Nói chung thì con này kính đen toàn phần đẹp lắm, với này cưa gương tai thỏ hai tầng. Con này của Đạt thì mình chưa làm được. Nói chung thì thời gian khá gấp gáp cho nên mình chỉ edit skin thôi. Edit skin rồi bỏ vô thôi. Đó. Đây, chúng ta sẽ bơm đủ tốc độ. Đấy. Giờ hôm nay của chúng ta khá là đông các bạn ạ. Đường hôm nay rất là đông xe luôn đấy. Đây mình chụp một tấm ảnh lưu niệm cho em nữa. Rồi chúng ta sẽ bơm. Rồi bật full đèn LED lên luôn. Đó, đèn màu xanh. Rồi, mình sẽ cho trời mưa. Cho trời mưa để chạy trời mưa các bạn nhé. Cho nó có khí thế. Bật traffic 03 rồi đây. Traffic 03. Cho nó trời mưa. Rồi. Chúng ta sẽ đi đường trời mưa các bạn nhé. Ok, chúng ta lên đường. Đường đang rất là đông các bạn ơi. Đường rất là đông xe. Và mưa nó cũng rất là to, mưa rất là to các bạn. Trời mưa to quá, đường hơi trơn. Anh em nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé bạn. Đó, các bạn đã theo dõi video ạ. Đường rất là đông và chúng ta rất khó để có thể vượt được. Và hiện tại bây giờ mưa đang rất là to và nặng hạt các bạn. Không dám vượt bên trong luôn ấy. Bên nữa mình sẽ có video demo chạy con 215 vượt đảo chạy rất là phiêu lưu.
thực sự thì cái tầm nhìn của nó rất là thấp vào đây, tầm nhìn của nó rất là thấp, mà trời đang mưa nữa nên chúng ta rất là khó thể đoán được rằng là cái đoạn đường đối diện làn ngược chiều bên kia nó sẽ có xe nào đang chạy tới. Với cái tần suất giao thông dày đặc như thế này thì chúng ta rất khó có thể được vượt được xe. Để mình chờ cho mưa nó tạnh bớt đi, chúng ta sẽ bơm. Trời ơi, đi đi chúng mày. Nó cứ nhường nhau đến bao giờ mình mới đi xe được đây. Có vẻ như phần kính của con này hơi bị có cái vấn đề sai lệch về màu sắc các bạn. Bây giờ trời sáng sớm mà cái phần phần hiển thị á nó có gì đấy hơi bị sai sai, màu không được chuẩn.
Chỗ kia nó bị lỗi các bạn kìa. Đang bị ách tắc giao thông. Đấy, bị lỗi hai xe. Hai xe nó vẫn cứ đâm nhau. Quá ách thật. Bây giờ chúng ta mới qua cái đoạn này đây. Lại đâm nhau. Còn đoạn này chỗ kia là ách tắc giao thông đây. Chúng ta có thể lách được qua đoạn này không các bạn ơi? Chúng ta có thể lách được không nhỉ? Ok, cuối cùng chúng ta đã lách được rồi các bạn ơi. Bơm, chúng ta tiếp tục lại bơm siêu tốc độ. Thank you.
xem chúng ta có chỗ để vào bến xe không nhỉ? Đây là một cái bến xe kia, không biết có được vô không đây. Để mình coi thì. Đây. Đây chỉ là một cái tòa nhà thôi, chúng ta không thể nào vô đây trả khách được. Nó giống như kiểu là một cái đường cụt vậy. Không vô đây trả khách được. Ok, mình sẽ re vô trong kia để trả khách các bạn. Ok, và như vậy thì video ngày hôm nay thì mình trải nghiệm với Aerospace với skin nhà xe Thái Sơn tuyến Đắk Lắk Đà Nẵng với bộ skin beta này. Thì đây là bộ skin beta các bạn nhé, skin beta vẫn chưa hoàn thiện nhưng mà thôi cứ ra video trước beta để nhá hàng trước đã. Thì con này là con Aerospace được độ lại giường. Thì nhà xe Thái Sơn cũng có con này đây, nhưng mà cũng thuộc phiên bản độ lại giường. Cái điều gương của nó là gương 2 tầng, mình mót gương 2 tầng vô thì gương 3 cục nó vẫn lòi lòi ra. Còn là không xóa gương được cho nên là thôi thì để cái đỡ gương 3 cục chạy vậy. Thì skin beta vẫn chưa được hoàn thiện thì trong tương lai mình sẽ hoàn thiện hơn về skin này và các cái biển, các cái bảng led trên xe nữa. Thì các bạn hãy cố gắng đón xem các video trong tập tiếp theo. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình. Và nếu bạn muốn nhận các thông báo mới nhất khi mình ra các video mới, các bạn đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo nhé các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của mình. Một lần nữa xin cảm ơn.